Hey, Hashirama đang ở đây nè. Một khi ta chơi chỉ có bay nhạc, chết là mà bị hồi sinh hoài làm ra cây nha. Mà ta mà tên khốn bên trên ngực còn mất dạy à. Niên ra hiện thoại xuất tên từ Senzu, tập Uchiha cũng là người quen cũ. Tiên nhân mập độn phong ấn Kurama dễ dàng đánh bại Kamadara. Thông lũng tận cùng đã xảy ra cuộc chiến lưu danh sử sắc. Ta với hai kẻ mạnh Hashirama tin tụi lẫy lần khi cái khác gây sự gặp ta sẽ tránh. Di sản để lại là hỏa chí muôn đời, danh tiếng ông đã được truyền đi muôn nơi. Đụng lên làng lá thì đâu mà phải nếm, gần là fucking Hashirama is my name. Bà vốn là thành viên của gia tộc Senzu cùng với anh trai là Hokage đệ nhất. Sau đó được bổ nhiệm là người đứng đầu ngôi làng kế thừa Hokage khi anh trai mất. Rất tự hào về năng lực của mình, để một kẻ thù phá hoại ra xa, là lá lưu đạo trong sự yên bình. Ngày đó vẫn còn Tobi ra mà quay lại đúng thời điểm khi còn là Hokage hiển nhiên là mạnh nhất ở trong thời đại của mình. Sẽ tổ thuật triệu hồi và sau này là cấm thuật, không bao giờ thi chuyển nó, đó là ế thổ chuyển sinh. Sức mạnh thể chất lớn, một kho tàng kỹ năng. Minato nể phục khi còn sống ở làng lá, hiềm khích Uchiha nhưng không biết Uchiha chỉ sợ Madara thứ hai nổi lên chống phá. Đang cố gắng từng ngày qua nhưng với sức in hàng ngoài da, quá nhân nghĩa sử dụng nhân giả là môn ninja vĩ đại của làng lá. Cái tộc mấy gái nó ngắm vào máu, miệng luôn tỏ biết bắn ra thơ. Đâu đôi chơi còn chân đạp đất, một tay che hết cả đám mây mờ. Sống và kinh nghiệm tự nhiên đạo luôn đặt trên, vì học trò như mày học thành tàu cãi năm nguyên tố như kim tố không tự cao và trách nhiệm ông kinh vẹt đã một tay ông tạo ra. Họ vùng im mờ là bạn đồng hành khi còn trẻ và còn khỏe, miệng đôi chuyện nhau ông này ông nọ đó là cách mọi người vẽ. Ơi thứ cũng quan trọng không nhất thiết mình phải nghe. Kage cuộc đời thứ tư, thiên tài trẻ tuổi của làng lá, nhẫn thuật phi thường một chấp 100 khúc ai có thể cản phá. Kage làng mây muốn so tốc độ thì chỉ có đường đi hiến máu. Phi lôi thần thuật nhẫn thuật luôn được sử dụng ở trong chiến đấu, người đời được danh là tia chớp vàng, trọng trách Kage trên người đang mang. Bảo vệ làng lá khỏi mọi thủ đoạn, cửu vĩ chính đuôi có chắc là tao màng. Kage thiên tài trẻ tuổi của làng lá, có gặp thì ta khuyên ngươi lên tránh xa. Nhẫn thuật ta không phải thứ để tàn phá, nhưng thuật ta có thể giết chết một xấu xa. Để ngủ nghe tới danh tài thì cái nên cuốn gói đi về nhà ngủ, chẳng mà tâm thị phi. Ta sống vì làng nhưng không phải dăm ba cái biệt phủ. Mà ta đây là mạnh đấy, nghe đến nhau với ta mà mất tận nửa ngày thì phải xem lại. Hãy đến thứ một ngón, ta là công chúa Senade một trong tâm niên huyền thoại. Dù là Hokage đã có ký ức này đau buồn, người ở ta đã chết nhưng ta vẫn không buồn. Ta vẫn bước tiếp bảo vệ cho làng lá, giữ là ngôi làng cho người kế nhiệm ta. Tập hợp các làng phong ba ta trong xa, ngưng muốn tiêu diệt làng hãy bước qua xét ta. Ngày đại diện kết thúc sự sát diệt tên ta và ta đã chính là Hokage làng lá. Thiên tài sao chép chú lực của làng lá, vươn giải đến thế đối tương luôn càng phá. Đứng trước mặt ta phong thủ sẽ bay nào có là tuyệt đối luôn sẽ bao ngoài số đông trong mặt ta chỉ là rùi mũi. Cứ thế nếu mà tử thế nào là mùi rủi, đừng điên đến đây đâm đầu để đấm đá vùng vẻ vô vị vớ vẩn vật vã. Dù có sức tạo thành gia tộc gì hay gì, gia tộc của ta là kiểu của đầu người xuống mà phải xin ta ý nghĩ cạn bước có bước gu đi nha. Đệ lục của lại lá chứ có chiếc bộ xỉn hả, chỉ đồ ghi ta phải nát bầu trời. Dù quá khứ cứ chung quá sầu đề, nhưng mà dắt thiên tài của ta cùng con mắt của người bạn thì ta vẫn là ngon lợi. Sức mạnh của vị nó bên trong cậu ta, và cả chắc đa cũng đã được khai phá. Hay con biết đến chính là Kurama, sẽ có lần tận diệt luôn cả ngôi làng lá. Thần nhóc năm nào vẫn hay đi quậy phá, giờ đây đã trở thành một Hokage. Nên ngồi đại thất đứng đầu cả làng lá, cầu dân trưởng thành sau những lời cư chế. Chuyện nhận thật phần thân đã cực chắc lấy chuyện của mặt đất với sức mạnh của Holy. Đồng đội gặp nguy là cậu sẽ có mặt, bao nhiêu phong ba giờ đây nó thật quý. Không đến mặt lý trí tên đồng đội trong ta, bảo vệ hoàng quốc nhằm tự hào của ông cha. Naruto vẫn mãi là anh hùng, cậu ta xứng đáng trở thành một ninja.